Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Tàu hỏa tông ô tô, một người chết, ba người bị thương. Xe ô tô 5 chỗ qua đường ngang dân sinh không rào chắn ở Cam Lâm, Khánh Hòa va chạm với tàu hỏa, văng xa 30m. Sáng ngày 14 tháng 8, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục cấp cứu, theo dõi tình trạng sức khỏe của 3 bệnh nhân bị tai nạn đường sắt, được đưa vào cấp cứu tối ngày 13 tháng 8. 3 nạn nhân gồm bà Đào Thị Bé, 72 tuổi, bị vỡ xương hàm dưới, dập gan, vết thương vùng đỉnh đầu. Bà Phương Dung, 50 tuổi, cũng bị đa chấn thương, đặc biệt chấn thương rất nặng vùng mặt, và một người tên Thu bị nặng nhất với các chấn thương như gãy xương đùi, sườn, vùng mặt. Theo những người nhà của nạn nhân có mặt tại bệnh viện, cả ba người bị nạn đều trú xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Những người bị nạn cùng một số người trong gia đình thuê ô tô từ Ninh Thuận ra Khánh Hòa có việc thì bị nạn. Trao đổi qua điện thoại lúc 22 giờ 30 ngày 13 tháng 8, trực ban công an huyện Cam Lâm, Khánh Hòa xác nhận vào khoảng 17 giờ cùng ngày tại xã Suối Tân, huyện Cam Lâm đã xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ, ba người bị thương, được chuyển vào bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa. Thời điểm trên, tàu hỏa chưa rõ số hiệu chạy hướng Bắc Nam. Khi đến địa phận xã Suối Lâm, huyện Cam Lâm đã va chạm với ô tô trên. Vụ tai nạn khiến đường sắt bị ngưng trệ, nhiều đoàn tàu bị chậm giờ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, chiếc xe đã được kéo khỏi đường ray, đưa về trụ sở công an huyện Cam Lâm phục vụ điều tra. Đường sắt Bắc Nam cũng trở lại bình thường. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.